Hai chị vào ăn với em luôn cho vui. Bà Toàn bà cá chê. Ok, lại được mời ăn à? Bụng chị mày cũng đang rảnh. Ngồi đi mày. Cũng được. Để tí rồi gọi đầu. À bữa ấy. Cơm để sáng mai ra ăn được. Hợp lý. Nhậu luôn đi. Họ khuyến mại mua 2 tặng 1 đấy. Ngon. Ngon đấy. Không cần thoa. Sang ngồi với mấy chị em cho vui. Nấu nướng làm gì nữa? Mọi người cứ ăn đi. Tao còn đang đầy đồ ăn đây này. Lên ăn này. Này, chính ra mấy chị em mình cũng hợp gu ấy nhỉ. Hôm nào sang phòng chị làm nồi lẩu. Trước lạ sau quen. Có khi lại thành cả cứng ý. Còn mình nữa à? Khoai khoai. Cái Nhung bị bóc phốt này. Thấy chưa? Cái con này nó chỉ tỏ ra cái vẻ thanh cao thôi. Bây giờ mới rõ cái bộ mặt lòng xào dưa nhỉ. Tao thấy anh Hiếu á, bảo vệ cái Nhung ghê lắm. Ô thế về không kể chuyện gì với mày à? Trời. Anh Hiếu là bảo vệ ở đấy. Đứng ra bên vực cư dân là chuyện bình thường. Trông thì cũng ngon nghẻ xinh xắn. Lại là sinh viên đại học. Thế mà bị đánh ghen. Tên này á, nhục hết nước chấm. Ô thế mày không biết à? Phải gắn cái mác sinh viên đại học thì mới cua được đại gia chứ. Mày nhìn xem, quần áo của nó, dây dép, túi sách, toàn hàng hiệu. Còn mình lấy tiền đâu ra mua. Này, về giữ chồng cho chắc mày nhá. Không có ngày à, mất chồng như chơi đấy. Tôi thế nào, không ảnh hưởng đến nồi cơm mấy bà mà lèm bèm. Hai bà chưa chồng, lo mà kiếm chồng đi. Còn chị, muốn giữ chồng ý, chăm cho tốt vào. Đừng mắc chuyện người khác đi rêu rao kiếm chuyện làm quà. Ăn nói cho cẩn thận, tôi động chạm gì tới cô. Này, đã bị bóc phốt rồi ấy, thì biết cái điều mà im mồm vào. Đừng có mà tỏ ra cái vẻ nguy hiểm. Gái đĩ giả mồm à? Này, mày nói ai là gái đĩ giả mồm? Tao nói mày đấy. Ôi, con, ôi, trời ơi, trời ơi, mày chúng mày, mày đi thôi. Chúng mày vào đây. Mày muốn đi lại mày. Cô làm gì đây hả? Đứng lại. Thôi. Định bắt nạt em tôi à? Anh tránh ra. Thôi. Anh không dạy được em gái của anh đi đẻ bọn em thầy. Em nói thật nhá, em rất là nể anh. Thế nhưng mà con em gái của anh ấy nó quá đáng lắm rồi đấy. Mày, việc dạy dỗ em tôi thế nào không phiền các cô, đừng xúc phạm em tôi. Nhưng mà nó lao lắm rồi. Tao mà biết thế này á, tối qua còn lâu tao mới ăn với nó. Anh cứ để em cho chúng nó một trận. Vào đi. Đấy, anh nghe thấy hết rồi nhá. Không lẽ bảo là em gây chuyện, em sai. Nó nói thế là không được, nhưng còn mày ý, không đến cái mức phải cư xử trợ búa như thế đâu. Ngay cả khi người ta nói xấu mắng chửi mình à? Thế đánh nhau là giải quyết được việc à? Hả? Mọi khi bên đấy đóng cửa kín mít, hôm nay lại mở cửa toang hoác ra. Chắc là thầy hóa đơn tiền điện đập vào mặt cho. Cũng rét rồi, không dám bật điều hòa nữa. Đã không có tiền mà cứ cố tỏ ra sang chảnh, người ta gọi là sống ảo đây. Dưới, nó nghe thấy lại rách việc ra. Tao ngại gì nó. Sáng nay mà không có ông Hùng nhá, tao lại chả cào nát mặt nó ra. Láo. Kìa, nhấc cái chân lên. Nó mà dẫm cho một cái, mẹ nhiễm trùng uốn ván bây giờ. Mày nói gì? Hả? Này, mày đừng tưởng là có anh Hùng ở đây thích tò mồ mà được nhá. Tao lại dọa cái mõm mày vào bây giờ. Mày thích cái tưởng là nào, làm gì đây hả? Thôi kìa. Tổ em ra. Đi bảo dừng lại cơ mà. Mày đi uống rượu về đây à? Đi về phòng, nhanh. Tổ em ra. Anh nghe nó móc mẹ em như thế mà anh để yên được à? Còn Trung, đi về phòng. Đến chỗ mày một trận. Mày giỏi mày lao vào đây. Nào, mày đây, mày đây. Mày vào đây. Đúng. Anh Hùng nói đúng đấy. Khuya rồi, Lụa về phòng bật điều hòa ngủ cho nó mát đi. Chứ cứ đứng đây, Lụa ném qua một câu, con rảnh lém lại một lượm. Còn gì là hàng xóm nữa, Lụa. Việc nhau mà, ông cũng thích gây sự à? Hả? Định gây sự với cả xóm à? Hả? Đi về, nhanh, Huệ. Mày nhớ mặt tao đi. Đi về. Con này cũng vừa vừa phải phải thôi. Về phòng ngủ đi. Nhưng mà nóng, không ngủ được. Nóng ấy, vào trong kia mà gây sự mà nó tiếp. Nó, rồi nó hắt tao còn thôn nước ấy. Đấy, mát. Nè. Rất gì nhá. Mẹ.
bây giờ mình là doanh nghiệp rồi. Mình đi buôn nhưng mình có nuôi cá đâu. Có tiền ý, chung vốn làm ăn với bác. Chắc em đi tìm cơ hội khác. Em đi lên thành phố. Lên trên này cuộc sống nó phức tạp lắm, chứ có giống như ở dưới quê đâu. Lạc quan lên. Thằng này có bất tài vô dụng nhưng cũng không chấp nhận người khác cắm sừng nhá. Anh lấy đâu ra suy nghĩ điên rồ đấy đấy. Chủ Hiếu là người thế nào? Anh Kỳ với em là người rõ nhất. Đói cho sạch, rách cho thơm. Anh phải học tính lạc quan như anh Mến ấy. Tôi tin một người mạnh mẽ như anh chắc chắn sẽ biết cách để bảo vệ tổ ấm của mình. Anh em mình là phải cố gắng thật nhiều, từng tí một, kiểu gì nó sẽ không khá. Đã đi thì phải kiên trì, không được nản chí. Lúc nào mình cũng phải cố gắng chí là tiến lên, không được lùi lại.